Anh thì sao? À, tôi là Bùi Văn Bình à, tôi làm nghề kinh doanh ăn uống. Không liên quan. Ủa vậy không liên quan gì trơn vậy đại ca? Anh có hát được không? Dạ được. Giọng nam lẫn giọng nữ. Dạ đúng. Anh có thể nhái được bao nhiêu giọng nữ? Được hai giọng, ba giọng. Là những ai ví dụ? À, Phi Nhung. Rồi. Hương Lan. Hương Lan. Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Trời ơi toàn giọng cao chót chót không mà nghe. Hay quá, bây giờ anh ca cho mọi người nghe nha. Được. Xin mời chào tay cho anh thưa quý vị. Cảm ơn giống người bí ẩn. Tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chờ. Mình đã đi chung trên con đường dáng dở, mình đã gieo nếp nghe chớp để mưa nguồn. Màu áo xưa em đan cho người nặng hành trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hãy nói rằng yêu là chết ở trong lòng một đêm, vì mấy khi yêu mà chẳng được được người mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sao. Đừng khóc cho tương lai mai thuyền ngược về đâu với một tiếng tin yêu nhau mỗi tình đẹp ngàn sao. Dạ quê gặp giá. Yeah. Giá hả? Có chuyến bay gặp giá ngày mai không? Có. Cho anh nói một cái điều này. Hiện giờ là em nói là em đang kinh doanh đúng không? Theo anh nghĩ là em vừa kinh doanh, em vừa làm nghệ thuật cũng được. Thật sự ra anh chưa bao giờ khóc khi nghe người khác hát, nhưng anh xúc động thật sự không phải là vì bài hát, mà anh xúc động vì cái giọng hát của em nó quá tuyệt vời. Mà tại sao một cái giọng hát tuyệt vời này mà em lại không đi hát chuyên nghiệp? Nếu em làm như vậy, em vô tình nha, em phụ lòng. Nói chung là cái ơn trên đã cho em một cái giọng ca rất là thiên phú như vậy. Anh rất ngưỡng mộ giọng hát của em và hy vọng sau này em sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Đúng không quý vị? Từ xưa tới giờ anh chưa bao giờ anh ký độc quyền với bất kỳ một người nào. Nếu em quả thật thích đi hát và niềm đam mê em bắt đầu đốt cháy từ ngày hôm nay, anh Linh sẵn sàng ra tay lo cho em. Ý em sao? Ý em sao? Xin cảm ơn anh rất nhiều. Anh xin nhận lời và xin không phụ lòng anh. Trấn Thành và anh Hoài Linh là những cái người cũng đã từng nhái giọng ca của nhiều ca sĩ, giọng nam giọng nữ cũng có.
Nhưng mà anh em chúng tôi là chỉ nhái những cái giọng nữ thấp, nữ trầm, rồi nhái cho vui thôi. Còn đây là hoàn toàn là một giọng ca không tì vết. Và nữ là ra nữ, nam là nam, và rõ ràng là nó đẹp đến mức cái độ. Cái quan trọng là cái không phải anh nghe cái giọng nữ ra nữ, nam ra nam. Nhưng cái quan trọng khi giả giọng nữ mà em vuốt được cái hơi gió lên á, mà em trở lại cái nốt bình thường, nó giống chị Hương Lan. Mà Hương Lan là thần tượng của tôi. Dạ vâng. Vì vậy, một lần nữa, một tràng pháo tay chúc mừng cho bạn Khánh Bình. Và thưa quý vị.